Cảnh sát Nam Dương bắt giữ hai người âm mưu tấn công tòa đại sứ miếng điện. Tin từ Jakarta, cơ quan chống khủng bố Indonesia hôm nay cho biết hai người đàn ông đã bị bắt vì bị tình nghi âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố vào đại sứ quán miếng điện ở Jakarta. Phát ngôn viên cơ quan cảnh sát chống khủng bố Indonesia, Boy Rafi Arma cho biết hai người đàn ông này bị bắt giữ vào chiều tối qua lúc đang chạy xe gắn máy trong một khu dân cư ở phía nam thủ đô Jakarta mang theo 5 quả bom tự chế. Một nguồn tin giấu tên từ giới điều tra nói rằng hai người nghi, hai tình nghi trên là Safariano, 28 tuổi, và Ashman Tofi, 21 tuổi, dự định tiến hành vụ tấn công vào hôm nay. Ông Amar cho biết thêm rằng Đại sứ quán Miến Điện hiện tại Jakarta là mục tiêu của âm mưu khủng bố và nếu không can thiệp kịp thời vì vụ tấn công đã xảy ra một phụ nữ có lẽ là vợ của một trong hai nghi can đã bị bắt giữ lại với tư cách là nhân chứng. Bạo động tại miền Trung Miến Điện nhắm vào một đền thờ Hồi giáo và hàng chục cửa hàng đã làm cho một người thiệt mạng trong tuần qua, làm dấy lên tinh thần bài Hồi giáo trong một đất nước đang có nhiều biến chuyển từ tập đoàn quân sự cầm quyền tự giải tán vào tháng 3 năm 2011. Trong khi đó, 85% dân số Nam Dương là người Hồi giáo.